Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lekan News. Bản tin hôm nay của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý sau đây. Phẫn nộ với tài xế cố bông chen vào đường ray xe lửa dù đã có còi cảnh báo. Vụ việc diễn ra tại một giao lộ giữa đường bộ và đường sắt ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Lúc này khi các phương tiện giao thông đều đã dừng xe Sơ bari chờ chiếc đầu tàu hỏa đi qua, thì bất ngờ xuất hiện chiếc xe đanh không rõ vì lý do gì vẫn cố tình chen vào sát khu vực nguy hiểm. do chiếc đầu tàu di chuyển với tốc độ chậm cộng với việc người tài xế xe con đã kịp đánh lái ra ngoài nên đã không có va chạm nào xảy ra giữa hai phương tiện. tuy nhiên dưới phần bình luận nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc với ý thức của tài xế chiếc sedan vì cho rằng người này gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. ngoài cư dân mạng xứ chùa vàng lực lượng chức năng địa phương cũng đang cố gắng truy tìm danh tính đối tượng để điều tra xử lý. Nhà trường đối chốt vụ cha mẹ góp 3 triệu đồng trên một lớp cho cô giáo đi dạo ngoại. Ngày 8 tháng 11, mạng xã hội lan truyền bài viết và hình ảnh tố việc thu chi quỹ cha mẹ học sinh bất hợp lý. Theo bài viết này, để chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, Hiệu trưởng tư vấn cho trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường thu mỗi lớp 3 triệu đồng từ tiền quỹ để cho các cô đi chơi. Trường có 9 lớp, tổng số tiền thu về là 27 triệu. Bài viết này cũng đăng kèm bức ảnh đơn giá mua nguyên vật liệu chuẩn bị cho tiệc đứng của học sinh. Tổng số tiền gần 20 triệu đồng, nhưng thực phẩm cho học sinh sơ sài. Mỗi lớp từ 30 đến 40 cháu được phát cho một cái rổ xúc xích cánh gà, một khay hoa quả thái nhỏ và một khay bánh ngọt đã đếm đủ theo số lượng trẻ như trong ảnh mỗi cháu ăn một cái là hết, bài viết này nêu. Sự việc được cho biết xảy ra tại trường mầm non Kim Đồng, quận Hà Đông, Hà Nội. Bà Đinh Thị Thanh, hiệu trưởng trường mầm non Kim Đồng cho biết, thông tin phản ánh nói trên không đúng sự thật. Bà Thanh cho hay, vào đầu tuần trước, ban đại diện cha mẹ học sinh trường có đề xuất ý kiến với ban giám hiệu nhà trường xin kết hợp tổ chức kỷ niệm ngày 20 tháng 11. Tuy nhiên, nhà trường không đồng ý và đã trả lời hỏi phụ huynh là việc này nhà trường tự tổ chức. Còn về bữa tiệc đứng giá 20 triệu đồng, bà Thanh cho hay đây là hoạt động do hội cha mẹ học sinh chủ trì mua sắm, chi tiêu, nhà trường chỉ giám sát chứ không tổ chức. Trong công tác tổ chức, các hạng mục cần mua sắm do phụ huynh chủ trì, toàn bộ nguồn thực phẩm do hội phụ huynh mua, nhà trường chỉ giám sát và phối hợp tổ chức chương trình, bà Thanh giải thích. Người đàn ông sống chui trong trung tâm thương mại suốt 6 tháng không ai hay biết. Tin tức cho biết nhân viên bảo vệ tại một trung tâm mua sắm gần đây đã phát hiện người đàn ông có hành vi sống chui trong trung tâm thương mại Thượng Hải, Trung Quốc trong suốt 6 tháng liền. Theo đó, người này đã tìm vị trí dưới chân cầu thang, nơi ít người qua lại khuất tầm mắt ở trong trung tâm thương mại, rồi tự mình trang bị thành chỗ ở riêng. Anh ta nắm bắt lịch trình đi tuần và trốn tránh hầu hết các nhân viên an ninh trong suốt nửa năm sinh sống tại trung tâm thương mại mặc dù vậy người đàn ông này được cho là vẫn thường xuyên mạo hiểm ra khỏi hang ổ của mình để sử dụng ổ cắm sạc công cộng của trung tâm mua sắm đáng chú ý tại nơi ở của mình người đàn ông khiến không ít người ngạc nhiên khi tự trang bị một chiếc lều với chăn màn đầy đủ một chiếc bàn làm việc một chiếc máy vi tính và thậm chí cả một chiếc ghế công thái học để ngồi làm việc như ở nhà Thực chất ban đầu người đàn ông này đã bị một nhân viên bảo vệ phát hiện và bắt giữ, nhưng anh ta nói rằng anh ta cần một nơi để ôn thi nên người bảo vệ đã rủ lòng thương và để anh ta ở lại thêm một thời gian. Cho đến ngày 30 tháng 10 vừa qua, vụ việc đã bị vỡ lỡ khi một nhân viên bảo vệ khác phát hiện ra hành vi bất thường của người đàn ông. Cựu cảnh sát Hàn Quốc và 17 người bị đề nghị án tử hình Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11, Kim Son-sik, 63 tuổi, và đồng hương Kang Sen-hak, 30 tuổi, Li năm Guan, 58 tuổi, người Trung Quốc, Lê Hồ Vũ, 36 tuổi và 18 người khác, một người dưới 18 tuổi, bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về các tội vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức bị cáo Lê Hồ Vũ bị xác định vai trò chính, sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân là người chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi nguy hiểm nhất với lượng ma túy hơn 168 kg. Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Lê Hồ Vũ, Kim Son xích Kang Xuân hát Lee Tian Won và 14 bị cáo khác mức án tử hình. Còn lại ba người bị đề nghị án trung thân, một bị cáo chưa thành niên bị đề nghị 17 đến 18 năm tù, tất cả các bị cáo còn phải nộp phạt 30 đến 100 triệu đồng. Kim Son-sik từng là cựu cảnh sát Hàn Quốc, ông ta bị đuổi khỏi ngành do vi phạm và trượt dài trong tù tội sau khi mãn hạn tù năm 2019 xích đến Việt Nam. Kim sau đó cùng với người tình là Huỳnh Thị Hoa Trân, 40 tuổi, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu máy và thiết bị công nghiệp APE, chuyên xuất khẩu đá xây dựng Granite sang thị trường Hàn Quốc. Theo cơ quan công tố, đầu năm 2020, Sik Quen Lee Tian trong một lần đi ăn tại nhà hàng Hàn Quốc. Đến tháng 6 năm 2020, ông ta nhận lời đề nghị của Lee về việc vận chuyển ma túy thuê cho người này với tiền công là 5 triệu won cho mỗi ký và rủ thêm Kang Sơn bạn bản tù cùng tham gia. Từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020, Sik và Hak đã ba lần nhận tổng cộng 39,5 ký ma túy từ Vũ, Tối ngày 18 tháng 7 năm 2020, xích nói người tình thuê xe chở 10 kiện đá đến cảng Cát Lái làm thủ tục xuất khẩu đi Hàn Quốc. Khuya hôm đó, khi xe chở hàng vào cảng làm thủ tục thì bị bộ công an phát hiện, mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm nhiều người và thu giữ thêm một lượng lớn ma túy. Người đàn ông cầm rổ xuống sông vớt hàng nghìn con vật có cánh được cho là hàng hiếm mới đây nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video về cảnh thu hoạch hàng hiếm bội thu của một người đàn ông theo như những gì được ghi lại lúc này trời đã tối và xung quanh đang có nhiều người đứng trên bờ nhìn xuống người đàn ông đang cầm rổ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ mà bao vây người đàn ông này chính là hàng nghìn con vật nhỏ màu trắng biết bay đáng nói hơn là trên mặt nước những con vật đó còn đang xếp lớp chờ người đàn ông đến vớt nhiều người xem tỏ ra kinh ngạc và thắc mắc không biết người đàn ông đang thu hoạch con gì và rất nhanh đã có người nhận ra và vào giải đáp đó là con vờ nghe qua cái tên xa lạ này mọi người càng tò mò hơn và theo tìm hiểu thì được biết con vờ hay còn được gọi là con vờ vờ là một loài côn trùng sống dưới đáy sông hồng nó được biết đến là loài côn trùng có tuổi thọ ngắn nhất khi chỉ có thể sống được vài tiếng hoặc nhiều nhất là một tuần kể từ lúc còn là ấu trùng cho đến khi trưởng thành và nó được xem là đặc sản hiếm có của người dân sinh sống gần sông Hồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng được thưởng thức món ăn làm từ vờ vờ bởi một năm loài côn trùng này mới xuất hiện một lần và tùy từng vị trí sông khác nhau mới có. Nếu muốn thu hoạch thì phải canh thời gian từ tháng 2 tới tháng 4 âm lịch, kèm theo đó là chờ đúng thời tiết và mực nước sông vừa vừa được người dân sáng tạo ra nhiều món khác nhau, thường thì để nguyên và rửa sạch, sau đó đem đi chiên, xào, nấu lẩu cùng những nguyên liệu khác ăn rất bắt miệng và khá là vị. Biển số đẹp mất trên hệ thống, cấp lại biển đỉnh xanh lúc được lúc không. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an có văn bản gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký cấp biển số quy định tại thông tư 24-2023 của Bộ Công an. Theo nội dung văn bản, qua theo dõi công tác nghiệp vụ, báo cáo của công an các địa phương và phản ánh của báo chí về thời gian trả kết quả đăng ký xe kéo dài, vướng mắc về biển số xe máy đã thu hồi nhưng hệ thống đăng ký xe không cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác. Theo quy định, hệ thống đăng ký xe hiện nay chỉ cấp biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, series biển số có hai ký tự chữ cái. Đối với biển xe mô tô có các series một chữ cái, khi làm thủ tục thu hồi, hệ thống đăng ký xe sẽ không cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác. Cán bộ đăng ký xe cần giải thích và hướng dẫn để người dân biết thực hiện bấm biển số mới. Tuy nhiên, sau ngày 15 tháng 8, nhiều trường hợp đăng ký cấp lại biển số đã định danh, trong đó có biển số đẹp thành công. Ngày 9 tháng 11, anh D, ngụ Long An cho biết trước đó có mua xe quay biển số đẹp trước ngày 15 tháng 8. Anh để vợ là chị T Tê đứng tên. Sau đó, anh bán xe và làm thủ tục thu hồi biển số. Đến cuối tháng 10 năm 2023, anh mua lại một xe máy khác và làm thủ tục đăng ký xe thành công, gắn biển số này lên xe máy khác mới mua. Lúc đi làm thủ tục đăng ký xe máy mới để gắn biển số đã định danh cho vợ thì cũng gặp chút trục trặc, hệ thống bị treo, không hiển thị biển số. Sau đó vài ngày thì đăng ký được, anh chia sẻ. Phó Chủ tịch xã ở Hà Giang bị đình chỉ sau vụ đi săn thú bắn chết người. Chiều ngày 9 tháng 11, ông Thảo Mỹ Bó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phùng đã bị Chủ tịch huyện Mèo Vạc, Hà Giang quyết định tạm đình chỉ chức vụ. Lý do tạm đình chỉ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phùng, Thảo Mỹ Bó là để phục vụ công tác điều tra về hành vi nêu trên. Cụ thể, ngày 1 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phùng Thảo Mỹ Bó đã rủ ông Lù Văn Hiệp, giáo viên trường tiểu học xã Thượng Phùng đi săn thú rừng, hai người di chuyển bằng xe máy do ông Hiệp điều khiển. Khi đó, ông Thảo Mỹ Bó mang theo một khẩu súng thể thao. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đi đến thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, thấy có ánh sáng lập lòe trong bụi cây, ông Thảo Mỹ Bó nghĩ có thú rừng nên đã bảo ông Hiệp dừng xe và bắn một phát súng về phía bụi cây. Phát súng của ông Thảo Mì Pó bắn là một người đàn ông tử vong, ngày 2 tháng 11, công an tỉnh Hà Giang đã tạm giữ hình sự đối với ông Pó về hành vi vô ý làm chết người. Bé 6 tuổi chấn thương sọ não, nghi do người tình của mẹ đánh. Một cháu bé 6 tuổi ở Phú Thọ đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, nghi do người tình của mẹ gây ra. Cháu bé được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng lơ mơ, quấy khóc, đau đầu, nôn trên đầu cháu có vết thương, màu thấm đẫm vào tấm gạc băng tạm, với thông tin ban đầu là bị đánh bằng cây gỗ dẫn tới chấn thương sò so não. Hiện bệnh nhi được điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Liên quan đến sự việc này, sáng nay ngày 9 tháng 11, lãnh đạo xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ xác nhận rằng trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé bị người tình của mẹ đánh chấn thương sò so não. Đối tượng tình nghi D, 44 tuổi, ngụ khu 8, xã Giáp Lai. Nạn nhân là cháu bé 6 tuổi, con của chị T, ở xã Sơn Hùng. D và chị T không phải vợ chồng nhưng chung sống với nhau tại khu 8. Một cán bộ khu 8 cho biết, D làm nghề tự do ở địa phương, gia đình có nhiều bất ổn, từng xảy ra mâu thuẫn. Anh ta chung sống với D nhưng không đăng ký tạm trú. Chú. Chúng tôi cũng không biết cháu bé bị bảo hành lúc nào. Sáng nay mới nắm được thông tin, đến kiểm tra thì cháu bé đã được đưa đi viện và công an đã tiến hành điều tra, người này nói. Công an huyện Thanh Sơn thì được biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh vụ việc và sẽ cung cấp thông tin cụ thể sau. Trung tá công an khiến chuyến bay tạm dừng đang là học viên. Ngày 9 tháng 11, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình cho biết đang yêu cầu báo cáo liên quan trường hợp trung tá Lê Xuân Quang 40 tuổi, phó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Thái Bình cùng một người khác khiến cho chuyến bay VN186 tại Đà Nẵng phải tạm dừng cất cánh đi Hà Nội trong tối ngày 7 tháng 11. Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Trung tá Lê Xuân Quang hiện đang theo học 2 năm tại Trường Đại học Kỹ thuật Hậu Cần, Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an, đã chuyển sinh hoạt đảng lên trường và chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trường. Như đã thông tin trước đó, chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội, dự kiến sẽ cất cánh lúc 19 giờ 25 phút ngày 7 tháng 11, đã phải dừng khẩn cấp vì có hai hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Cụ thể, trong quá trình lên máy bay, hành khách Nguyễn Đức Trọng, 30 tuổi, trú Thái Bình và Lê Xuân Quang, 40 tuổi, trú Thái Bình, nói chuyện với nhau, một người hỏi để súng ở đâu, thì người kia trả lời đã cất trong hành lý. Khi tiếp viên hàng không hỏi lại, thì cả hai hành khách trình bày rằng chỉ nói đùa. Tuy nhiên, cơ trưởng sau khi nghe báo cáo quyết định yêu cầu lập biên bản và đề nghị an ninh hỗ trợ kiểm tra. Phải đến 21 giờ cùng ngày, quá trình lục soát đối với máy bay mới kết thúc nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ và đến 22 giờ cùng ngày, chuyến bay VN186 tiếp tục thực hiện hành trình. Bắt thêm một con cá sấu sổng trùn ra ngoài từ công viên ở Kiên Giang. Chiều ngày 9 tháng 11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, đơn vị phối hợp cùng các đơn vị liên quan và người dân đã bắt thêm được một con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước công viên Văn hóa An Hòa, phường An Bình, thành phố Rạch Giá. Ông Đoàn Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, con cá sấu bắt được hôm nay là con cá sấu mà đơn vị xác định sống ở khu vực hồ nước lớn của công viên trước đó lực lượng chức năng địa phương, người dân phát quan bụi rậm xung quanh hồ nước thì phát hiện ra con cá sấu trên. Con cá sấu có chiều dài khoảng 1 mét, nặng khoảng 10 kg, bị thương ở chân do bị máy phát cỏ chém trúng. Con cá sấu này đơn vị sẽ bàn giao lại phía công viên để thả vào hồ nuôi. Còn ba con cá sấu sổng chuồng còn lại, chúng tôi vẫn tiếp tục trao quân phát quan bụi rậm, sớm bắt hết số cá sấu này, ông Thanh nói. Như đã đưa tin, công viên văn hóa An Hòa có nuôi 44 con cá sấu phục vụ khách đến tham quan do thời gian ảnh hưởng dịch Covid, hậu nuôi xuống cấp, công viên không có đủ kinh phí sửa chữa, nên cá sấu đã sổng chuồn ra ngoài. đến khoảng 15 giờ chiều ngày 12 tháng 10, chi cục kiểm lâm tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan cho tác hồ nước kiểm đếm, rồi xác nhận trong thời gian qua có tổng số 8 con cá sấu sổng chuồn ra ngoài, mỗi con cá sấu có trọng lượng ước đạt 10 đến 25 kg. Như vậy, sau gần một tháng truy tìm, ngày 13 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11, đã bắt được 8 trong 5 con cá sấu sổng chuồng ra ngoài hồ nước trên. ba con cá sấu còn lại đang được địa phương quyết liệt tìm bắt. Israel tuyên bố Hamas mất quyền kiểm soát Bắc Gaza Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố Hamas đã mất quyền kiểm soát phía Bắc giải Gaza. Chúng tôi thấy 50.000 người Gaza di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Họ di chuyển vì hiểu rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía Bắc, Phát ngôn viên Daniel Hagari của IDF nhấn mạnh, ông Hagari cho biết thêm sẽ không có ngừng bắn, song Israel vẫn thực hiện các quản dừng nhân đạo và những khoảng thời gian nhất định để cư dân Gaza tiếp tục sơ tán về phía nam. Tính đến nay đã có hơn 10.500 người thiệt mạng ở Gaza, hơn 70% trong số 2,3 triệu dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa. Theo IP, người dân sống ở trung tâm thành phố Gaza hôm ngày 8 tháng 11 cho biết họ nghe và nhìn thấy lực lượng bộ binh Israel tiến vào từ nhiều hướng, trong khi các đợt không kích vẫn dữ dội trên toàn miền Bắc Gaza. Giao tranh nổ ra chỉ cách bệnh viện Sifa lớn nhất Gaza chừng 1 km. Cùng ngày 8 tháng 11, người phát ngôn Hagari của quân đội Israel thông báo đã tiêu diệt một trong những người phát triển rocket và vũ khí hàng đầu của Hamas. Ngoài ra, IDF còn tấn công hệ thống công nghệ của nhóm Hezbollah ở Lebanon. Các mục tiêu của Hezbollah bị tấn công bao gồm các công trình và đồn quân sự cùng với một số tài sản công nghệ được sử dụng để chỉ đạo chống lại Israel, phát ngôn viên IDF tuyên bố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.